khi tôi nói sẵn thì bước cái chân sẵn lên, ai sẵn bên nào thì giơ bên đấy, không không sẵn thì nhấc bên kia. Ta thử cái sẵn không sẵn, sẵn không sẵn, sẵn sẵn sẵn. Tốt, đội này giỏi. Thứ hai là tôi làm cái gì các anh bắt chước nha. Bắt đầu chúng ta thử nhé. Tiếp nha. Xoa bụng, xoa bụng. Tập đi, tập đi. Ôi, cái này không phải tập đâu. Rồi, rồi, xong rồi. Ở dưới kia nhá, khi hát xong ấy, tôi nói hoan hô công lâm minh thì canh hô hoan hô công lâm minh, cậu gái nhá. Bài hát sau đây là nói về ba lực lượng của cách mạng Việt Nam: công nhân, nông dân, binh sĩ. Và bài hát mang nặng tính nghệ thuật, vị nhân dân, tích vị nghệ thuật. Bởi vì vị nghệ thuật thì nó không ra gì cả, nhưng mà nó lại vị nhân dân cho nên rất là tốt. Nào, thử nhá. Sẵn không sẵn, bắt đầu vào thật đấy. Sẵn không sẵn, sẵn không sẵn. Sáng hôm nay anh tôi vác cuốc, vác cuốc ra cánh đồng. Anh anh như thế này, ôi anh ơi, anh hạnh vác cuốc, anh đẹp vui lòng Bác Hồ, đẹp vui đời chung. Sáng hôm nay anh tôi vác súng ra thao trường. Anh ôi anh ơi, anh hăng bắn súng, anh bắn đẹp vui lòng Bác Hồ, đẹp vui đời chúng em. Sáng hôm nay anh tôi vác búa ra thao trường. Anh búa như thế này, anh búa như thế kia, như thế này, như thế kia, như thế này, như thế kia. Ôi anh ơi, anh hăng vác búa, anh búa cho thật nhiều, anh búa cho thật say, đẹp vui lòng Bác Hồ, đẹp vui đời chúng em. Vui Bác Hồ là vui chúng em, vui Bác Hồ là vui chúng em.